Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Top Share. Cố nhà văn Kim Dung là một trong những nhà văn có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong nền văn học Trung Quốc. Ông được biết đến nhiều với vai trò là một tiểu thuyết gia võ hiệp. Tính đến nay, có thể khẳng định ông là tiểu thuyết gia có nhiều tác phẩm được chuyển thể thành phim nhiều nhất. Và hơn thế nữa, những tác phẩm của ông được chuyển thể rất nhiều lần, với rất nhiều phiên bản khác nhau. Dù nhiều thập kỷ đã trôi qua, nhưng phim kiếm hiệp Kim Dung vẫn giữ được chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả qua nhiều thế hệ. Trong video ngày hôm nay, Top Share sẽ giới thiệu top 11 bộ phim kiếm hiệp Kim Dung nổi tiếng nhất hiện nay. Bộ phim đầu tiên Anh hùng xạ điêu. Anh hùng xạ điêu là tác phẩm điện ảnh đầu tiên cần phải nhắc đến khi nói về những bộ phim kiếm hiệp Kim Dung toàn tập nổi tiếng và thành công nhất. Tác phẩm lấy bối cảnh đời Nam Tống Trung Quốc, với nhân vật trung tâm là anh chàng có tính cách khù khờ nhưng tốt bụng và chính trực, Quách Tĩnh. Nhờ ý chí và quyết tâm, Quách Tĩnh đã trau dồi được cho mình bí kíp của nhiều môn võ nổi tiếng. Trên hành trình phiêu bạt giang hồ, Quách Tĩnh gặp và yêu Hoàng Dung, một người con gái nhanh nhẹn và khôn ngoan. Hoàng Dung như một điểm bù trừ cho tính cách có phần khù khờ của Quách Tĩnh. Anh hùng xạ điêu từng được tái hiện trên màn ảnh hơn 10 lần, trong đó phiên bản năm 1994 do Chu Ân, Trương Trí Lâm đóng chính và bản năm 2003 do Lý Á Bằng, Châu Tấn đảm nhận là hai tác phẩm thành công nhất. Thần Điêu Đại Hiệp. Thần Điêu Đại Hiệp có lẽ là bộ phim quen thuộc với các khán giả Việt Nam nhất. Nhân vật chính của phim là Dương Quá, một thiếu niên khá ngỗ nghịch và là con trai của Dương Khang, được Quách Tĩnh gửi đến phái Toàn Chân học đạo. Thế nhưng, một lần tình cờ, Dương Quá bị rơi vào khu cổ mộ, nơi ở của Cô Long, là đệ tử chân truyền của hiệp nữ Lâm Triều Anh. Cô Long nhận Dương Quá làm đệ tử và truyền dạy võ công. Thời gian thấm thoát trôi qua, tình cảm dần phát sinh giữa hai người. Mối tình thầy trò bị xem là khác thường này đã gây nên cho hai người không biết bao nhiêu sóng gió và cũng bị cuốn vào vòng xoáy đấu tranh trên giang hồ. Vượt qua nhiều khó khăn, chia cắt và cả những hiểu lầm, họ đã trở về bên nhau, trở thành cặp đôi nổi tiếng trong giới võ lâm, cũng là cặp đôi có võ nghệ cao cường, đáng được ngưỡng mộ. Thần Điêu Đại Hiệp từng được chuyển thể rất nhiều lần, nhưng hai bộ phim lên sóng vào năm 1995 và năm 2006 là hai tác phẩm để lại ấn tượng trong lòng công chúng nhất. Thần Điêu Đại Hiệp năm 2006 do Lưu Dược Phi và Huỳnh Hiểu Minh được nhận xét là dàn diễn viên đẹp, ngoại cảnh hoành tráng nhưng diễn xuất chưa thuyết phục. Trong khi đó, Thần Điêu Đại Hiệp năm 1995 với Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng được khen ngợi là bộ phim chuyển thể hoàn hảo nhất. Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Bộ tiểu thuyết nổi tiếng được ra mắt vào năm 1961 gồm 40 chương. Đây là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất và được nhiều người yêu thích nhất của nhà văn Kim Dung. Truyện có bối cảnh thời nhà Nguyên, khi đang bị suy yếu vì những cuộc nổi dậy và sự xa hoa lãng phí của triều đình. Lúc này, các phe phái trong giang hồ đang tìm mọi cách để giành hai báu vật, kiếm Ỷ Thiên và đao Đồ Long nhằm xưng bá thiên hạ. Nhân vật trung tâm là Trương Vô Kỵ, chàng trai hay bị tác động bởi người khác. Chàng vướng vào mối tình phức tạp với 4 cô gái, bên cạnh đó là những âm mưu thủ đoạn tàn khốc trong giang hồ. Phiên bản được sản xuất vào năm 2003 với dàn diễn viên hùng hậu để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả nhất. Thank you.
Thiên Long Bát Bộ. Thiên Long Bát Bộ là câu chuyện về cuộc đời, tình yêu và những biến cố kinh thiên động địa trong cuộc đời của ba nhân vật chính, ba chàng trai tài giỏi đầy cá tính là Tiêu Phong, Đoàn Dự và Hư Trúc. Bộ tiểu thuyết được ca ngợi là tác phẩm thành công nhất của nhà văn Kim Dung khi khắc họa rõ nét những nhân vật có cá tính độc đáo, đồng thời nêu bật được ý nghĩa về mối quan hệ nhân quả giữa mỗi cá nhân với gia đình, dân tộc và đất nước. Phim Thiên Long Bát Bộ có khá nhiều phiên bản xuất sắc, được nhiều diễn viên đình đám đảm nhận và chuyển thể khá sát với nguyên tác của nhà văn Kim Dung. Phiên bản năm 1997 được đánh giá cao bởi sự xuất hiện của Lý Nhược Đồng trong vai Vương Ngữ Yên. Nhưng tác phẩm vào năm 2003 xuất sắc hơn khi có mặt Lưu Dược Phi, khi đó chỉ mới 16 tuổi và bắt đầu được gọi là thần tiên tỷ tỷ. Lộc Đỉnh Ký. Đây là tiểu thuyết võ hiệp cuối cùng của Kim Dung, sáng tác từ năm 1969 tới năm 1972. Truyện xoay quanh cuộc đời của Vi Tiểu Bảo, chàng trai xuất thân từ tầng lớp đáy xã hội và không phải là người chính trực. Hắn không biết chữ, cũng chẳng biết võ công, nhưng nhờ miệng lưỡi lanh lợi, đầu óc thực dụng mà Vi Tiểu Bảo có được thành công, danh lợi và gần cả chục người vợ. Bản truyền hình do Lương Triều Vĩ, Lưu Đức Hoa đóng chính trở thành phim kinh điển. Còn bản do Huỳnh Hiểu Minh đóng chính từng gây xôn xao vì những cảnh nhạy cảm giữa Vi Tiểu Bảo với các bà vợ. Lộc Đỉnh Ký năm 1998 phiên bản TVB được nhận xét là sát thực nhất với miêu tả của Kim Dung. Vi Tiểu Bảo dưới con mắt của Kim Dung là một kẻ với gương mặt giảo hoạt, đôi mắt láo liên, ngoại hình không có gì nổi bật, thì Trần Tiểu Xuân hoàn toàn chinh phục được khán giả. Sơn Phi Hồ. Tiểu thuyết Tuyết Sơn Phi Hồ ra mắt vào năm 1959, kể về ân oán giữa gia tộc họ Hồ, họ Miêu, họ Phạm và họ Điền. Ân oán truyền kiếp này được kéo dài qua nhiều đời, cho đến thời của Hồ Phi, Tuyết Sơn Phi Hồ mới được hóa giải. Người hâm mộ tiểu thuyết Kim Dung cho rằng đây là tác phẩm yếu nhất của ông do cách dẫn dắt câu chuyện không ấn tượng cùng phần kết truyện khá lửng lơ. Tuyết Sơn Phi Hồ được chuyển thể thành phim kiếm hiệp Kim Dung 7 lần. Dự án truyền hình mới nhất được phát hành vào năm 2015. Phiên bản phim năm 1999 do Trần Cẩm Hồng và Sa Thi Mạn đóng vai chính ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng công chúng nhờ diễn xuất của dàn diễn viên. Tiếu Ngạo Giang Hồ là một tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung, phát hành trên Minh Báo năm 1967 đến năm 1969. Đây được coi là một trong những tiểu thuyết đặc sắc nhất của tác giả. Từ nhiều năm nay, Tiếu Ngạo Giang Hồ cũng được làm lại rất nhiều lần, ít nhất là 13 lần. Phim kể về câu chuyện xoay quanh chàng trai trẻ Lệnh Hồ Sung, đệ tử phái Hoa Sơn. Tính tình hào sảng, thông minh, thích uống rượu
và có lối sống phóng khoáng, thích ngao du. Sau này nảy sinh tình cảm với thanh cô ma giáo Nhậm Doanh Doanh, Lệnh Ngô Sung bị đuổi khỏi môn phái. Trong quãng thời gian phiêu bạt giang hồ, Lệnh Ngô Sung trở thành kiếm khách lẫy lừng, được nhiều người biết tới. Kiếm Ân Cừu Lục là câu chuyện nói về tình yêu sâu đậm của Trần Gia Lạc và Kha Tư Lệ, Thương Hương Công Chúa. Kha Tư Lệ là cô gái có khả năng toát ra mùi hương đặc biệt, khiến ai ngửi thấy cũng say đắm. Cán Long đã dùng quyền lực và thủ đoạn ép nàng làm phi. Trần Gia Lạc với cương vị là tổng đài chủ của Hồng Hoa Hội, thông qua những hành trình chống lại thế lực của Cán Long nhằm bảo vệ người mình yêu cùng những người anh hùng trong giang hồ. Bộ phim có ít nhất 11 bản điện ảnh, truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết. Các người đẹp như Dĩnh Nhi, Lương Bội Linh, Dư An An đều từng vào vai Hương Hương Công Chúa. Tuy nhiên, phiên bản phim ra mắt vào năm 2002 do Triệu Văn Trác và Quan Vịnh Hà thủ vai nam nữ chính được đánh giá cao nhất. Lấy bối cảnh triều đình rối ren cuối thời nhà Minh ở Trung Hoa, mang trong mình nỗi oan khuất của người cha anh hùng mà bạc mệnh, cậu bé Viên Thừa Chí lớn lên dưới sự bảo bọc của những thuộc hạ trung thành như Viên Sùng Hoán và người thầy kỳ quái Bát Tý Viên Hầu, trưởng môn phái Hoa Sơn. Tình cờ mà cậu có được cây kim xà kiếm và bí quyết võ công thượng thừa. Nhưng cũng từ đó, cuộc đời cậu đổi khác, trở thành kẻ thù của một thế lực lớn trên giang hồ, phái Thạch Lương của Ôn Gia Bảo. So với những tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung khác, Bích Huyết Kiếm có phần ít được chú ý hơn. Ở Việt Nam, khán giả hầu như chỉ biết tới phiên bản được sản xuất vào năm 2007, do Đậu Trí Khổng và Huỳnh Thánh Y đảm nhận tuyến nhân vật chính chủ chốt. Kể về nhân vật Thạch Phá Thiên với các tình tiết phát triển từ bài thơ Hiệp Khách Hành của thi tiên nổi tiếng Lý Bạch. Câu chuyện được xây dựng với bối cảnh thời nhà Nguyễn, Minh nhưng lại không liên kết trực tiếp với bất kỳ sự kiện có thực nào giống như hầu hết các cuốn tiểu thuyết khác của Kim Dung. Phiên bản thành công nhất của Hiệp Khách Hành chính là phiên bản do Lương Triều Vĩ thủ vai ra mắt vào năm 1989. Các phiên bản tiếp đó dù cũng đạt được những thành công nhất định nhưng không quá ấn tượng và nổi bật.
Liên Thành Quyết. Liên Thành Quyết là một trong những tiểu thuyết kiếm hiệp do Kim Dung sáng tác, ra mắt vào năm 1963 trên Minh Báo. Kể về cuộc phiêu lưu của chàng Định Vân giữa sóng gió giang hồ, khi các phe phái tranh giành nhau bí kíp võ công cùng kho báu vật trị giá Liên Thành. Bộ tiểu thuyết hai lần được chuyển thể thành phim, lần đầu vào năm 1989, lần thứ hai vào năm 2003. Với những ai yêu thích dòng phim kiếm hiệp, hẳn sẽ không xa lạ với tên tuổi của nhà văn Kim Dung. Phim võ hiệp được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Kim Dung cũng chính là một trong những dòng phim độc đáo góp phần làm nên bản sắc của điện ảnh Hoa ngữ. Bạn thấy bộ phim nào xuất sắc nhất? Bạn yêu thích bộ phim nào nhất? Hãy chia sẻ ngay với Top Share nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.